nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông, thời gian qua, Công an thị xã Đông Triều đã mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Tại khu vực tổ chức kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã bố trí giải cọc phản quang bằng nhựa phân làn, có đèn báo hiệu, biển báo, đảm bảo thuận lợi cho việc tổ chức xử lý vi phạm, tránh gây ùn tắc giao thông. Trong khoảng gần 2 giờ đồng hồ, từ 19h30 phút đến 21h30 phút ngày 6 tháng 7 năm 2022, trên quốc lộ 18A, đoạn qua địa bàn phường Mậu Khê, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã đã tiến hành dừng và kiểm tra nồng độ cồn đối với hàng trăm lượt người điều khiển phương tiện bằng ô tô và xe mô tô hai bánh, ba bánh. Tôi nhận thức được là đi làm như này thì mình không được uống rượu bia mà để cho đảm bảo an toàn giao thông. Nếu mà vi phạm thì sẽ bị phạt rất nguy hiểm. Khi tôi lái xe tôi nhận thức được là nếu như mà trong người có nồng độ cồn thì nó vừa là vi phạm pháp luật và nó ảnh hưởng đến cái tai nạn giao thông. Nói chung là nói không với bia rượu. Qua kiểm tra bằng máy đo nồng độ cồn thông qua đường khí thở, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn trong hơi thở, phạt tổng số tiền 30 triệu đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã Đông Triều đã lập biên bản các trường hợp vi phạm này và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện đợt cao điểm 3 tháng tấn công xử lý người vi phạm nồng độ cồn thì qua một thời gian làm việc thì người vi phạm có chiều hướng giảm. Thế và đặc biệt là chúng tôi nhấn mạnh vào công chức viên chức mà khi tham gia giao thông mà điều khiển phương tiện thì chúng tôi cương quyết xử lý và sẽ gửi thông báo về nơi đơn vị những người vi phạm công tác. Thế còn về người dân ấy, thì là chúng tôi xử lý cương quyết những trường hợp mà gây mất trật tự an toàn giao thông. Thứ hai nữa là những người lái xe mà có nồng độ cồn thì chúng tôi sẽ xử lý cương quyết và răn đe cho những trường hợp khác. Mà từ khi mà chúng tôi thực hiện phương án 12 đến bây giờ thì số lượng người vi phạm giao thông có chiều hướng giảm. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã Đông Triều sẽ tiếp tục tuyên truyền cho người dân nắm rõ về tác hại, sự nguy hiểm khi sử dụng rượu bia, điều khiển phương tiện tham gia giao thông và tuyên truyền cho người dân biết về mức phạt theo Nghị định số 100 của Chính phủ, quy định về khung hình phạt, mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt để người dân nắm rõ. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ tiến hành các ca tuần tra kiểm soát theo kế hoạch hàng tuần, trong đó tập trung tăng cường kiểm tra và xử lý các lỗi sử dụng rượu bia đối với người tham gia giao thông để hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng rượu bia, chất có cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, thực hiện tốt thông điệp, đã uống rượu bia, không lái xe.